Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi sáng hôm nay là ngày 8 tháng 9, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì vừa rồi là chị Loan cũng có là đi ra ngoài công việc nha cô chú. Đó thì quay trở lại cái drama của nhà chị Hồng Loan. Thì mới đây á là cũng có một cái kênh YouTube á, thì nó lên nó chửi má Tư và chị Hồng Loan thậm tợ luôn cô chú. Nghĩ sao á, má Tư là một người lớn tuổi nha cô chú. Đó có thể là sanh ra được cái người này, mà cái người này á dùng những cái ngôn từ xưng hô với má Tư á, phải thật sự mà nói cô chú anh chị rất là mất dạy luôn. Đó cái anh này là cũng làm YouTube, thì hiện tại bây giờ là cũng đang đứng về bên phía mẹ con của cô cháu gái cô chú. Đó, nghĩ sao má Tư mà cái anh này anh kêu là cái thằng bóng già An Đông đồ này kia, tao nói cho mày nghe nè, con Hồng Loan nó sinh ra từ đâu, rồi cha mẹ của con vô ơn đó là ai, là mày là người biết rõ nhất, rồi mày nên lên tiếng là nói ra hết sự thật, rồi phải trả Hồng Loan về đúng cái vị trí mà của Hồng Loan ngày xưa đã đi bán cá đồ này kia, rồi trả lại cái căn nhà số 5 đồn thì điểm này cho mẹ con của cô cháu gái về ở cô chú, rất là vô lý luôn. Thì theo như em được biết cô chú anh chị là cái kênh YouTube này là mới vào cái drama này thôi cô chú anh chị, mà đợt vừa rồi á thì cũng có là đến cái quán hủ tiếu của mẹ con của cô cháu gái, thì cũng có là quay về cô Sáu nha cô chú, rồi cô Sáu cũng lên than thở rồi khóc lóc đồ này kia, nói rằng á là tôi muốn lấy lại cái căn nhà số 5 đồn thì điểm này để làm theo cái di nguyện của cố nghệ sĩ, đỡ lại là đỡ thờ ông bà tổ tiên nha cô chú. Rồi cái anh kênh YouTube này nè cô chú anh chị, anh phải nói rằng anh rất là mất dạy luôn cô chú. Mất dạy ở đây á, dù sao đi nữa má Tư cũng là một người rất là lớn tuổi rồi, má Tư cũng phải là 70 mấy tuổi rồi cô chú anh chị. Đó mà cái anh này anh kêu rằng là cái thằng bóng già, cái thằng già An Đông đồ này kia, hôm nay tao sẽ nói cho mày nghe cái này nói cái kia. Ủa anh biết cái gì cái câu chuyện drama giữa chị Hồng Loan và mẹ con của nhà Cám đâu mà anh lên anh hùng hồ trong cái video, anh livestream rồi anh chửi các kiểu, anh mặc cái bộ đồ bà ba màu đỏ, rồi anh nói rằng hôm nay là bóng này sẽ nói cho bóng An Đông đồ nghe cho rõ, ngính lỗ tai lên. Anh rất là mất dạy luôn anh YouTube ơi, tôi nói thiệt á. Thì hôm nay tôi làm cái video này nè để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni và má Tư, thì biết rõ hơn về cái những cái kênh YouTube nó đang binh vực bên phía mẹ con của cô cháu gái á, thì nó lên nó chửi thậm tợ luôn chị Hồng Loan á, mà nó nói rằng á là phải trả chị Hồng Loan về đúng lại cái vị trí mà ngày xưa nhặt ở đâu về, lợm ở đâu về cô chú. Nhưng mà thật sự mà nói luôn cô chú anh chị, trả cái gì chị Hồng Loan thì ai cũng biết, đó là cố nghệ sĩ cùng với má Tư là cũng ẵm về từ lúc nhỏ, nuôi tới đến nay là 38 tuổi rồi. Mà nghĩ sao cái kênh YouTube đó nó mới bước vào cái drama cô chú anh chị, đó nó cũng lợi dụng cái drama này để nó tiếp cận mẹ con của cô cháu gái, rồi nó quay những cái video đó nó chia sẻ lên, rồi cuối cái video nó cũng bán hàng y như là những cái thành phần kênh YouTube, như là cái anh đạo diễn rồi cái thằng thám tử lùng thôi cô chú, cho nó cũng đâu có tốt đẹp gì đâu. Mình chưa tốt đẹp mà mình đi chửi người ta, dù sao á là má Tư cũng đáng cha đáng mẹ của mình, nếu mà mình có chửi á thì mình cũng dùng cái ngôn từ nó cũng cho nó cũng được là lỡ phép một chút. Cái này á, cái anh này luôn, anh mặc bộ đồ bà ba màu đỏ, anh xúc phạm đến cái giới tính thứ ba luôn cô chú. Nhưng mà thật sự mà nói cái giới tính thứ ba thì ai muốn mình sinh ra như vậy đâu cô chú. Ai sinh ra cũng muốn cho mình là một người đàng hoàng chính chu, một là nam còn hai là nữ cô chú anh chị. Mà đây mình sinh ra nó lỡ như vậy thôi, cũng phải chấp nhận đời thôi cô chú. Mà anh lên anh khịa anh chửi, anh rất là mất dạy luôn. Đó, còn anh là cái gì, anh đủ tư cách gì mà anh yêu cầu chị Hồng Loan là phải rời cái căn nhà số 5 đồn thì điểm này để nhường lại cho mẹ con Cám về ở. Anh biết gì trong cái câu chuyện drama
ở nhờ mà đòi đồng sở hữu, ở nhờ mà đòi nhà ở đây đâu. Anh mới bước vào đâu khoảng một tháng à cô chú, mà anh làm như là anh đúng rồi á. Anh kêu rằng má Tư là anh kêu mày á, tao nói cho thằng bóng già ăn đông biết nè, mày lên livestream á là mày đừng có dùng từ má Tư chào các con. Ủa bây giờ má Tư thì cũng 70 mấy tuổi rồi, thì má Tư cũng xưng hô với khán giả của má Tư thì như vậy thì cũng bình thường thôi chứ có sao đâu. Mà anh lại lên anh đặt điều, anh vu khống rồi anh chửi rồi này kia. Anh nói á, người ta không được kêu má Tư trên cái video, mà anh lên anh kêu thằng này thằng kia, anh càng hơn người ta nữa đó. Anh rất là mất dạy luôn. Thì hiện tại bây giờ cô chú phải nói rằng là chị Hồng Loan và má Tư và chị Ni là cũng bị công kích rất là nhiều luôn. Đến nỗi chị Ni cái mặt đâu có sao đâu, hai con mắt đâu có bị bầm đen đâu cô chú anh chị. Mà hiện tại bây giờ cái nhóm bên đó nó lên nó nói rằng là chị Đại mẹ của chúng mày bị bắt ở Mã Lai rồi bị tạm giam rồi bị đánh bầm con mắt về Việt Nam, cái mặt gì mà đen thùi lùi. Có đâu cô chú. Đó, hồi tối chị Ni cũng lên livestream vài phút để chia sẻ đến khán giả mà yêu thương chị Ni và chị Hồng Loan được biết về cái khuôn mặt hiện tại bây giờ của chị Ni như thế nào. Mà nghĩ sao lên cứ đặt điều vu khống rồi nói chị Ni bị bầm mắt đồ này kia các kiểu. Thì trong cái livestream đó cô chú chị Ni cũng nói rằng là chúng ta cần lan tỏa những cái điều đúng, rồi những cái thằng nào mà trong suốt vừa rồi nó vu khống cô chú anh chị là nó sẽ chuẩn bị nó sẽ bế đi xa thôi cô chú. Đó, nhất là cái thằng Thám Tử Lung hiện tại bây giờ là chuẩn bị là nó đã bây giờ bị bế nha cô chú. Mà chẳng những là thằng Thám Tử Lung không đâu cô chú, còn nhiều thằng nữa đó, chứ đâu có riêng gì mà cái thằng Thám Tử Lung đâu cô chú anh chị. Cái bà mì xào rồi nữa nè, rồi những cái kênh YouTube mới mọc lên cũng đu bám vào drama này cũng đỡ kiếm sống thôi, mà bị đặt lên tiếng mạnh mồm dạy đời người ta. Dù sao má Tư cũng đáng cha đáng mẹ của mình, má Tư là cũng 70 mấy tuổi rồi mà nó xưng hô nó dùng cái ngôn từ thằng bóng già hôm nay tao sẽ nói cho mày nghe đồ này kia. Anh lấy cái tư cách gì mà anh lên anh nói người ta, anh dạy đời người ta? Anh là người đến sau cũng lợi dụng cái drama rồi cũng đu bám vào thôi, chứ có được cái tốt đẹp gì đâu. Mà cái anh này anh yêu cầu chị Hồng Loan rồi phải trả lại cái căn nhà số 5 đồn thì điếm cô chú anh chị. Rất là ngông cuồng không. Nhà thì nhà của cha ta mất thì con được phép thừa hưởng, cái điều đó là cái điều tất nhiên thôi cô chú. Mà cứ hiện tại bây giờ nó lên nó nói rằng là Hồng Loan là con nuôi, tôi không chấp nhận cho Hồng Loan ở trong cái căn nhà này và thừa hưởng hai cái đám đất ở ngoài Thủ Đức. Ủa, con nuôi con ruột gì không vậy cô chú anh chị? Mình đã ẵm về nhà nuôi thì mình phải có cái trách nhiệm với người con nuôi của mình, đúng không cô chú? Đó, người con nuôi mà sao có giấy tờ hợp lệ trong cái giấy khai sanh cùng với cố nghệ sĩ, còn kia em ruột cháu ruột thì chẳng qua là thương tình thì kêu mang về nhà sống thôi, chứ có gì đâu cô chú. Mà nghĩ sao mất cái nơi của anh tôi, mày là con nuôi mày cũng được phép hưởng, của đâu ra cô chú? Đó cô chú ơi, thì buổi sáng hôm nay là em cũng xin phép là chia sẻ cái video này để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni và má Tư được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cũng có một cái kênh YouTube là nó lên nó chửi má Tư thậm tợ luôn cô chú. Đó, thì em cũng rất là bức xúc, cho nên là em cũng quay cái video này gửi đến cho tất cả mọi người được biết. Dạ, bây giờ em xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ, em chào cô chú nha.